Giảm thiểu sử dụng túi ni lông, giảm thiểu ô nhiễm trắng có lẽ là điều mà ai cũng biết nhưng không phải dễ dàng thực hiện. Từ sự trăn trở đó, nên từ đầu năm 2019, chị em trong chi hội phụ nữ Thanh Sơn 1A, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Bình đã thực hiện mô hình thu gom và tái sử dụng túi ni lông nhằm góp phần giảm rác thải sinh hoạt, chung tay bảo vệ môi trường. Thời điểm đó, chi hội phụ nữ Thanh Sơn 1A là một trong những đơn vị đầu tiên của phường và quận và thành phố triển khai công tác này. Bước đầu cái gì khó phần lớn chị em ủng hộ, nhưng một số ít chưa thực sự đồng tình bởi vẫn giữ thói quen cũ. Bằng sự kiên trì gương mẫu, các chị là cán bộ hội phụ nữ phường, chi hội trưởng các khu dân cư đã dần thuyết phục tất cả chị em trong chi hội cùng gia đình chung tay giảm thiểu sử dụng túi ni lông. Nhiều năm nay trong góc bếp của các chị em phụ nữ chi hội luôn dành một chỗ để phơi túi ni lông. Mọi người tạo cho mình thói quen tận dụng, giặt và phơi những túi ni lông mang về từ chợ. Đối với khu vực Thanh Sơn 1A chúng tôi thì đã duy trì rất là lâu và rất thường xuyên. Đây là phong trào phải nói rằng có mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Thứ hai là đã tái sử dụng được cái túi nhựa ni lông. Mỗi tháng 2 lần, chị em tập trung những túi ni lông đã được giặt sạch bằng xà phòng, cùng nhau phơi khô và phân loại, sau đó mang đến tặng trực tiếp cho các tiểu thương ở các chợ thuộc địa bàn phường Thanh Bình. Đều đặn như thế suốt nhiều năm qua, bình quân mỗi ngày mỗi tiểu thương dùng 3 đến 4 lạng túi ni lông, mỗi lạng từ 4 đến 5 ngàn đồng. Thành ra từ phong trào này đã giúp các tiểu thương tiết kiệm chi phí và quan trọng hơn là giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thì nói thiệt là làm thì cái đây là nó cũng vừa cái bảo vệ được cái môi trường, và nói thiệt là tôi cứ phân loại nhỏ lớn từng loại là tôi đi ra chợ là họ rất là hoan nghênh. Bên cạnh việc tái sử dụng túi ni lông, các chị thực hiện phân loại rác tại nguồn, gom góp những vật dụng đã qua sử dụng để bán gây quỹ. Số tiền thu được từ việc bán phế liệu qua các năm, các chị đã sử dụng để duy trì và phát triển quỹ Ước Mơ Xanh, giúp con em hộ nghèo hiếu học trên địa bàn phường, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Liên hiệp phụ nữ phường cùng với lại mặt trận, các ban ngành, hội đoàn thể của phường đã triển khai rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị của phường. Rồi dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ khu dân cư, sự phối hợp của ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở khu dân cư, mô hình này đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn phường. Nếu mỗi người có ý thức hạn chế tối đa việc dùng túi ni lông trong mỗi lần đi chợ, cũng đủ tạo nên sự thay đổi lớn đối với môi trường. Đôi khi hành động bảo vệ môi trường không phải là điều gì quá to tát, mà chỉ là thực hiện những việc nhỏ nhất như thay đổi thói quen dùng túi ni lông.